Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin của chúng tôi. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện gì? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong phần điểm tin. Âm mưu thâm độc của những kẻ lưu loa sẵn sàng bảo vệ lợi ích cho người dân. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 189.000 ca F0 khi xét nghiệm 7,4 triệu mẫu. Điểm nóng nhất ở Bình Dương công bố vùng xanh về trạng thái bình thường mới. Tiền Giang, dịch COVID-19 phức tạp nhưng độ phủ vaccine lại quá thấp. Âm mưu thâm độc của những kẻ lưu loa sẵn sàng bảo vệ lợi ích cho người dân. Thưa quý vị, thời gian gần đây, lợi dụng dịch bệnh có những diễn biến phức tạp trên cả nước, các tổ chức chống phá như VOA, RFA, RFI, Việt Nam Thời báo đã tấn công chính quyền, phá hoại thành quả chống dịch của Việt Nam. Chúng coi sự đau thương, mất mát và khó khăn của người dân là bàn đạp để thực hiện mưu đồ chính trị đen tối. Như gần đây, chúng liên tục sử dụng chiêu bài đứng về phía người dân để ra sức chỉ trích chính quyền thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, làm dân kiệt sức. Nhưng thực hiện các gói hỗ trợ chậm trễ, thiếu thốn, không đủ để duy trì cuộc sống hàng ngày, mất niềm tin vào chính quyền. Mặt khác, một số đối tượng lại tung ra luận điệu cho rằng tại sao bầu cử thì chính quyền liên hệ được 100% dân, nhưng khi cứu trợ lại bỏ sót. Ngoài ra, một số kẻ còn xuyên tạc rằng chính quyền thành phố Hồ Chí Minh có chỉ đạo bất nhất, đi ngược lại chỉ đạo chung của chính phủ, gây hoang mang dư luận. Rõ ràng dịch bệnh không chỉ ảnh hưởng đến riêng thành phố Hồ Chí Minh mà còn rất nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, thành phố Hồ Chí Minh đang là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh. Vì vậy, cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây cũng gặp không ít khó khăn và chắc chắn sẽ không thể tự do, thoải mái như ngày thường. Đây là điều bắt buộc phải chấp nhận. Nếu chúng ta không siết chặt quản lý thì hệ quả kéo theo chắc chắn sẽ đau thương hơn rất nhiều. Nếu như ai từng xem bộ phim tài liệu Ranh giới được phát sóng gần đây, chắc chắn sẽ thấy sự khốc liệt của dịch bệnh. Để giảm tối đa hậu quả mà dịch bệnh gây ra, chính quyền đã ưu tiên việc triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ người dân ở thành phố Hồ Chí Minh để sớm đưa địa phương quay trở lại trạng thái bình thường mới. Và cũng cần nói thêm, trong khi nhiều người rêu rao bản thân thiếu ăn, thiếu đói, đổ lỗi cho chính quyền, bỏ mặc người dân, không chăm lo cho người dân, nhưng khi đến thì phát hiện họ cất giữ lương thực nhiều một cách khủng khiếp. Như vậy mới thấy sự ích kỷ, hẹp hòi của không ít người đã gây ra những tác động xấu đến công tác phòng chống dịch của cả nước. Thực chất, mục đích của những tổ chức, đối tượng này là nhằm dẫn dắt dư luận hiểu sai mục đích, ý nghĩa, quyết tâm cũng như thực tế công tác phòng chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung. Đằng sau những lời đường mật, tưởng chừng như vì dân, vì cộng đồng, thực chất là thủ đoạn để phá hoại khối đại đoàn kết, kích động người dân không tin tưởng, không chấp hành các quy định, chỉ đạo về phòng chống dịch của chính quyền, gieo rắc mầm mống của các hoạt động bất tuân dân sự, từ đó kích ngòi nổ gây bất ổn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nói thẳng, bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh nếu không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch. Tôi tin chắc không ai trong số chúng ta muốn bản thân sẽ nằm trên giường bệnh như các nhân vật trong phim tài liệu Ranh giới. Vì vậy, không còn cách nào khác là phải chấp hành nghiêm mọi chỉ đạo của chính quyền, hy sinh những lợi ích cá nhân để vì cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện 189.000 ca F0 khi xét nghiệm 7,4 triệu mẫu. Thưa quý vị, đó là thông tin được ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh nói tại hội nghị mở rộng của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 chiều 14 tháng 9. Theo ông Nên, hơn một tháng qua, đặc biệt là thời gian hơn 3 tuần qua từ 23 tháng 8 đến nay, thành phố Hồ Chí Minh đã giãn cách xã hội triệt để, nghiêm ngặt, quyết liệt và có hiệu quả. Trong thời gian đó, thành phố đã huy động lực lượng xét nghiệm trên diện rộng một cách thần tốc. Đến nay, các quận huyện đã thực hiện xét nghiệm trong 3 giai đoạn với 7,4 triệu mẫu phát hiện 189.000 F0 và tổ chức thu dung, phân loại, phát thuốc điều trị kịp thời cho F0. Bên cạnh đó, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tập trung chuyển trọng tâm điều trị xuống cơ sở, thành lập 512 trạm y tế lưu động, bổ sung tăng cường trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc điều trị. Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy yêu cầu tiếp tục xét nghiệm trên diện rộng theo tinh thần thần tốc. Ông Nên cho rằng đây cũng là nhiệm vụ then chốt để kịp thời phát hiện F0 trước khi lây lan ra cộng đồng.
cùng với đó ưu tiên hàng đầu là tiếp tục điều trị để giảm tử vong. Ông cho rằng hiện tại số người tử vong vẫn còn cao, các trung tâm hồi sức điều trị cho người bệnh nặng còn nhiều, do đó phải quyết tâm để giảm số ca tử vong. Bí thư Thành ủy lưu ý cần tập trung cho hệ thống y tế cơ sở tính từ trạm y tế phường, xã đến trung tâm y tế các quận huyện, các bệnh viện tuyến quận huyện đến cấp thành phố, trung ương. Trước mắt ông nên đề nghị mở một cơ chế cho tất cả người dân đều có thể tiếp cận hệ thống y tế thuận tiện, công bằng. Hiện nay những bệnh nhân mắc các loại bệnh khác, không phải mắc COVID-19 đang gặp khó khăn khi tiếp cận y tế, thuốc men khi thành phố thực hiện giãn cách xã hội. Các bệnh viện, trạm xá, phòng khám tư phải mở cửa để hoạt động nhanh nhất có thể. Chiến dịch xét nghiệm thần tốc của thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 23 tháng 8 với việc tăng cường xét nghiệm toàn bộ các hộ dân trong vùng cam và vùng đỏ bằng phương thức xét nghiệm kháng nguyên mẫu đơn cho toàn bộ người dân. Tại các vùng bình thường mới, xanh và cận xanh, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real-time PCR mẫu gộp 10 đại diện hộ gia đình tại các tổ dân phố, tổ nhân dân thuộc vùng xanh và cận xanh, tần suất 2 lần, cách nhau 7 ngày. Tại các vùng nguy cơ, vùng vàng, thành phố đã xét nghiệm ngẫu nhiên có trọng điểm bằng phương pháp Real-time PCR mẫu gộp 5 đại diện hộ gia đình, từng bước tiến đến xét nghiệm đại diện toàn bộ các hộ gia đình để chuyển vùng vàng thành vùng xanh. Riêng các khu phong tỏa, thành phố tổ chức xét nghiệm để thu gọn phạm vi, biến khu phong tỏa thành điểm phong tỏa và xét nghiệm gộp mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên theo hộ gia đình. Điểm nóng nhất ở Bình Dương công bố vùng xanh về trạng thái bình thường mới. Thưa quý vị, thị xã Tân Uyên được đánh giá là điểm nóng nhất về dịch bệnh COVID-19 ở Bình Dương. Địa phương này đã phải áp dụng biện pháp đông cứng, khóa chặt, người dân không được ra khỏi nhà 24 giờ để thực hiện xét nghiệm. Chiều ngày 15 tháng 9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã Tân Uyên, Bình Dương đã công bố vùng xanh trên địa bàn 6 xã, phường gồm Bạch Đằng, Thạnh Hội, Thạnh Phước, Phú Chánh, Vĩnh Tân và Tân Vĩnh Hiệp. Như vậy, thị xã Tân Uyên hiện chỉ còn lại các phường thuộc điểm đỏ như Uyên Hưng, Hội Nghĩa, Tân Phước Khánh, Thái Hòa, Khánh Bình và Tân Hiệp. Tuy nhiên, trong vùng đỏ có các vùng vàng, vùng xanh. Cụ thể, một vùng vàng Uyên Hưng, ba vùng cam Thái Hòa, Tân Phước Khánh, Khánh Bình và hai vùng đỏ Tân Hiệp, Hội Nghĩa. Trong một vùng vàng đã có 4 khu phố xanh, 3 khu phố vàng, ba vùng cam đã có 10 khu phố xanh, 8 khu phố vàng, 2 khu phố cam, 3 khu phố đỏ. Hai vùng đỏ có 5 khu phố xanh, 1 khu phố cam và 5 khu phố đỏ. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát hồi giữa tháng 7, thị xã Tân Uyên là địa phương đầu tiên được áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Tuy nhiên, do dịch bệnh phức tạp, địa phương này buộc phải tăng cường biện pháp bằng cách đông cứng, khóa chặt. Theo đó, người dân phải thực hiện nghiêm quy định ai ở đâu, ở yên đó, không di chuyển ra khỏi nhà, cách ly tuyệt đối người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, lương thực thực phẩm được ngành chức năng mang đến tận nhà cho từng hộ dân. Song song với việc xét nghiệm thần tốc để nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, thị xã Tân Uyên đã thiết lập trạm y tế di động để đảm bảo việc khám chữa bệnh, cung cấp thuốc cho người dân. Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên cũng đề ra các biện pháp nới lỏng nhằm tạo điều kiện cho hoạt động khôi phục nền kinh tế. Theo đó, người dân được phép lưu thông khi đáp ứng một trong các điều kiện đã tiêm 2 mũi vaccine, tiêm 1 mũi vaccine đủ 14 ngày kể từ ngày tiêm, là F0 được điều trị từ các cơ sở y tế được công nhận đã khỏi bệnh không quá 6 tháng. Địa bàn lưu thông giữa các vùng xanh trong thị xã. Lưu ý các trường hợp lưu thông phải thực hiện biện pháp 5K, bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách 2 mét trên một người. Người già, trẻ em, người có bệnh nền không tham gia lưu thông khi không thật sự cần thiết. Tiền Giang, dịch COVID-19 phức tạp nhưng độ phủ vaccine lại quá thấp. Thưa quý vị, tại buổi làm việc với tỉnh Tiền Giang vào chiều 14 tháng 9, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh đưa ra 6 nhóm vấn đề mà địa phương này cần tập trung giải quyết để sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh. Thứ nhất, tỉnh cần chú trọng việc xây dựng chi tiết kế hoạch chống dịch và khôi phục, mở cửa trở lại các ngành hàng thiết yếu đến giai đoạn bắt đầu từ sau 15 tháng 9 như một số nơi đang làm. Dù vậy, việc nới lỏng phải thận trọng, từng bước và từ từ, đồng thời có chiến lược về khôi phục kinh tế song song với chống dịch.
Thứ hai, một trong những biện pháp kiểm soát dịch COVID-19 được tốt hay không chính là chiến lược xét nghiệm. Do đó, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang phải phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của tỉnh xây dựng kế hoạch và đưa ra các phương án xét nghiệm sao cho phù hợp và hiệu quả đối với thực tế của địa phương. Thứ ba, về vấn đề vaccine, với độ phủ vaccine mũi 1 đạt 18,1% và 1,63% mũi 2 tại Tiền Giang như hiện nay là quá thấp. Do đó, từ nay đến khoảng 20 tháng 9, tỉnh cần tập trung quyết liệt chiến lược xét nghiệm. Thứ trưởng cho hay Bộ Y tế có thể bố trí khoảng 100.000 bộ test cho tỉnh Tiền Giang, hỗ trợ tốt nhất để địa phương cố gắng phủ mũi 1 đạt 80-90% dân số. Vì vậy, tỉnh cần tập trung thống kê và có văn bản gửi Bộ Y tế để có kế hoạch phân bổ trong thời gian sớm nhất có thể. Thứ tư, đối với vấn đề về thuốc điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19, hiện nay số lượng bệnh nhân F0 đã giảm. Do vậy, với các F0 có triệu chứng nhẹ và vừa vào các cơ sở cách ly y tế tập trung của tỉnh, cần cố gắng hỗ trợ gói thuốc nâng cao sức khỏe cho người bệnh. Gói thuốc có thể sử dụng từ 5 đến 7 ngày để bệnh nhân có thể sử dụng nâng cao thể trạng. Các bệnh nhân nặng cần phải có thuốc điều trị theo đúng quy trình của Bộ Y tế. Thứ năm, Tiền Giang cũng cần xem xét đưa vào áp dụng các trạm y tế lưu động, tổ y tế lưu động và đề nghị cần tổ chức mô hình này ở những nơi nguy cơ rất cao và cao, đông dân cư, có số lượng F0 nhiều. Các tổ này vừa hỗ trợ trạm y tế phường xã, vừa đáp ứng yêu cầu cấp thiết của bệnh nhân tại nhà, khám, cấp cứu tại chỗ cùng một số thuốc men có thể xử lý tại chỗ cho bệnh nhân, đồng thời hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân có bệnh mãn tính trên địa bàn. Thứ sáu, Tiền Giang có thể mở rộng thêm một số vùng phong tỏa có nguy cơ cao và thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 cộng. Đồng thời, tỉnh cần thường xuyên tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ y bác sĩ để nâng cao năng lực điều trị và sẵn sàng các phương án, xây dựng các kịch bản để kịp thời đối phó với mọi tình huống dịch COVID-19 có thể xảy ra trên địa bàn. Cũng trong ngày 14 tháng 9, Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về phòng chống COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam cùng đoàn công tác của Bộ Y tế có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang và kiểm tra về công tác phòng chống dịch bệnh. Theo báo cáo từ đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, từ ngày 31 tháng 8 đến nay, toàn tỉnh phát sinh 2.380 F0, trong đó có 280 ca phát hiện ngoài cộng đồng, 21 ca ghi nhận trong khu nhà trọ, 51 ca phát hiện qua sàng lọc cơ sở y tế và 12 ca ghi nhận tại chùa Phổ Đức. Sau khi nghe diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đoàn công tác đã có ý kiến, phân tích, đề xuất các giải pháp giúp địa phương này sớm đẩy lùi dịch bệnh. Nhiều nhân viên nhiễm COVID-19 phong tỏa bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 Thanh Hóa. Thưa quý vị, ngày 15 tháng 9, do có nhiều nhân viên điều trị nhiễm COVID-19, tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định phong tỏa toàn bộ bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tại địa chỉ số 302 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Theo đó, thời gian phong tỏa kể từ 14 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021 đến khi có thông báo mới. Giám đốc Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm triển khai, thực hiện đầy đủ các biện pháp bắt buộc phòng chống, ngăn chặn lây nhiễm bệnh truyền nhiễm trong khu vực bệnh viện. Theo chỉ đạo, bệnh viện duy trì các hoạt động khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện, cập nhật toàn diện kết quả các hoạt động tại bệnh viện, báo cáo cấp có thẩm quyền trước 16 giờ hàng ngày. Ngoài ra, bệnh viện tiếp tục rà soát việc thực hiện cách ly, điều trị, chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao cho việc tiếp nhận, điều trị người bệnh. Theo CDC Thanh Hóa, thì từ ngày 27 tháng 4 đến 18 giờ ngày 15 tháng 9, Thanh Hóa có 461 ca bệnh COVID-19, trong đó có 304 ca đã khỏi bệnh, 1 ca tử vong.